tô cũ Kinh Môn Hải Dương. Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Thì trong ngày hôm nay em lại giới thiệu cho quý anh chị các bạn xem một mẫu xe thương hiệu của Mỹ. Đây là một mẫu xe Ford Escape được sản xuất năm 2010 anh chị nhé. Một mẫu xe cũng khá là đẹp luôn và trang bị cái khối động cơ là 2.3 thôi. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó vô cùng thích hợp cho anh chị các bạn mua về sử dụng đi gia đình hoặc đi đường trường. Cái dòng xe này thì được Vinh đang giao bán với mức giá chỉ có 305 triệu đồng thôi chị nhé. Quý anh chị các bạn đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976081669 để được sở hữu cái mẫu xe Ford Escape sản xuất năm 2010 số tự động chị nhé. Một chiếc xe Ford mới rất dễ vận hành, rất dễ sử dụng. Mới với cái dòng xe này thì lại là một cái dòng xe cái hộp số tự động nó ở dưới rồi chị nhé. Không phải là hộp số tự động gảy số vô lăng nữa nên chị em phụ nữ chúng ta chạy cái dòng xe này cũng rất dễ chịu luôn. Một cái mẫu xe mang cái nước sơn màu xám nâu chuột thì rất thích hợp cho anh chị các bạn mua về anh chị phụ nữ hoặc thanh niên hoặc người trung tuổi một chút đi cái gam màu này thì nó cũng vô cùng đẹp anh chị nhé. Xe trang bị rất nhiều cái tính năng hiện đại an toàn trên xe luôn anh chị này. Về tổng thành mặt ca lăng nhé, xe chỉ được trang bị cái động cơ chỉ có 2.0 thôi, 2.3 thôi thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì rất thích hợp rồi. Đấy, chị nhìn nhá, một cái dòng xe 7 chỗ này thích hợp rất nhiều các tính năng hiện đại an toàn trên một chiếc xe. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị về cái mẫu xe này nhá. Vâng, một cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi thoải mái, form dáng rất đẹp. Sản xuất năm 2010, động cơ chỉ có 2.3 thôi. Đó, form thì rất là đẹp. Và mang cái lớp sơn màu ghi xám với cái gam màu này thì nó rất đẹp đúng không chị nhá. Màu này và cái gam màu là màu phấn hồng thì nó rất đẹp. Anh chị các bạn có thể đến trực tiếp salon có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em kết nối Zalo là 0976081669 để được sở hữu cái mẫu xe Ford Escape sản xuất năm 2010 này. Giá BM đang giao bán tại salon với mức giá là 305 triệu đồng. Anh chị ạ. Tổng thành nội ngoại thất của xe không nổi anh chị nhá, không đâm xô, không ngập nước gì. Đó, va quẹt nhẹ thì không thể tránh được đối với dòng xe đã qua sử dụng. Sơn xi rất là bóng luôn, hoàn toàn không có chi tiết xước sát gì. Bên đó cho sơn tỉa và đánh bóng mẫu xe này rồi. Xe được trang bị khá nhiều cái tính năng hiện đại an toàn trên xe, túi khí ABS. Đây anh chị nhá. Đèn thì rất là sáng luôn này. Cụm đèn nguyên bản rất là sáng nhá. Form thì còn rất là còn căng form luôn. Đó, đèn gầm đây ạ. Một mẫu xe 5 chỗ, gầm cao. Rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Cái dòng Ford này thì chạy rất là thích rồi. Cái dòng đời sâu nhưng mà cũng bây giờ cũng rất là nhiều người sử dụng. Đời 2002, 2003. Đấy, với cái cần số là gảy số vô lăng ấy ạ. Số tự động của số vô lăng rất là khó đi đối với chị em phụ nữ. Thế nhưng mà đối với đời 2008, 2009, 2010 này thì form là form mới rồi. Nên là cái hộp số tự động thì ở dưới thì chúng ta sử dụng rất là dễ. Chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể chạy được đối với dòng xe này. Tích hợp xi nhan báo rẽ anh chị nhá. Đây, được trang bị bọc lên xuống này và giá để đồ trên nóc đây. Xanh ABS, la răng đúc này. Này, la răng đúc của anh chị này. La răng đúc còn rất là đẹp nhá, không có xước sát gì luôn. Cũng như là phần cua lốp này, không hề có hiện tượng là han mọt. Đấy, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi rất là thoải mái luôn. Đây. Xe thì còn nguyên form dáng xe nhá, rất là căng xe luôn. Gầm cao, 5 chỗ ngồi rộng rãi, cốp rất rộng luôn. Đây anh chị nè, cốp rất rộng rãi nhá, để khá nhiều đồ. Và lốp sơ cua kích nốt vẫn còn trên xe. Đó, trần nỉ này. Đó, trần nỉ nguyên bản nhá. Tất cả các cột kèo của xe là hoàn toàn là không có đâm xô. Hai tí chống của xe còn rất là chắc. Về phần gầm xe đây chị này. Gầm về rất là sạch, rất là bóng và không hề có hiện tượng là chút gì han mòn. Không chảy dầu nhớt gì luôn. Tất cả chi tiết như cụm đèn đã được ốp mạc chrome rồi nhá anh chị nhá. Tránh như hiện tượng là bị xước sát cụm đèn và quẹt đèn đấy ạ. Màu xám lông chuột rất đẹp luôn. Đây, kính của xe còn nguyên bản anh chị nhá. Tem của kính ạ.
và đã được dán lên bộ phím cách nhiệt bên trong xe, cũng như được dán lên một vẻ chắn mưa đây ạ. Quý chị các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan để lấy hình ảnh chi tiết và được biết thêm thông tin rõ hơn về mẫu xe để có thể chốt cọc được mẫu xe này nhé. Qua số điện thoại cũng như kết nối Zalo là 0976081699. Một chiếc xe khoang ngồi nó vô cùng là rộng rãi anh chị ạ. Và được độ sàn 3D nhé. Khoang ngồi rất rộng rãi luôn. Đấy, độ sàn 3D. Đấy, kính chỉnh điện này. Cũng như hệ thống keo chỉ của xe là nguyên bản. Một chiếc xe mang tên tư nhân anh chị nhé. Hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, xe thì đi chuẩn 10 vạn 9 này. Đó, đi chuẩn 10 vạn 9 này, vô lăng đây. Anh chị nhìn thấy phần vô lăng này. Xe được trang bị đầy đủ màn hình trên xe. Đây, hộp số tự động đây anh chị nhá. Hộp số tự động ở dưới này. Thế chị đang phụ nữ chúng ta đi cái dòng xe nó rất là dễ. Dễ hơn đối với dòng xe mà đời 202, 203 là cần gảy số vô lăng ấy. Cái dòng đấy đi hơi khó một chút. Nếu chị phụ nữ chúng ta đi không quen tay thì nó sẽ rất dễ nhầm. Nội thất da hoàn toàn nguyên bản anh chị nhá. Đây, qua thời gian sử dụng nó có hiện tượng cũ sần này. Nhưng mà hoàn toàn là không hề có rách dưới gì nhá. Đó, da rất là đẹp luôn. Cái dòng Ford Escape này, Ford Mondeo này với dòng mẹc, cái nội thất da của nó rất đẹp. Ghế chỉnh cơ nhá, ghế chỉnh cơ. Đây, 4 tổng lăng hạ kính này. Hệ thống keo chỉ của xe đây ạ. Đó, hệ thống keo chỉ là nguyên zin. Xe thì không hề có một chút gì đó là va chạm hay là đâm xô gì. Đây, giá lóc để đồ đây. Chúng ta ví dụ đi đường trường, đi công trường công trình để đồ trên đây khá là hợp lý. Giá 305 triệu đồng anh chị nhá. 305 triệu đồng cho một chiếc xe Ford Escape 2010. Hồ sơ cầm tay, có bao gồm phí vận chuyển cho anh chị các bạn trên toàn quốc. Trang bị đầy đủ màn hình cam lùi trên xe. Nội thất thì nó rất là đẹp rồi. Đây, với cái hàng ghế sau thì là ít người sử dụng hơn thì nó sẽ đẹp hơn cái hàng ghế trước anh chị này. Đó, nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ mới hơn nhá. Khoang ngồi rất rộng luôn này anh chị này, khoang ngồi rất rộng rãi. Trang bị sàn 3D. Đó, rất đẹp cho một mẫu xe Ford Escape sản xuất năm 2010. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng. Đây, qua thời gian sử dụng nó chưa có hiện tượng cũ sần cái hàng ghế lái và hàng ghế phụ thôi. Nhưng hoàn toàn đối với cái hệ thống nội thất này thì anh chị các bạn vẫn có thể sử dụng được khá là dài. Đó, không có rách dưới gì. Nó chỉ có sần thôi, sần theo thời gian thôi, cũ sần thôi. Và về phần táp lô đây anh chị này, phần nhựa táp lô đây nhá. Đó, một mẫu xe cũng khá là nhiều người đang tìm kiếm và muốn sử dụng. Anh chị các bạn nhanh tay gọi cho em Loan muốn xem được video clip này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan để sở hữu luôn, là 0976 081699. Thì sau đây sẽ cho anh chị các bạn kiểm tra và test thử một cái hệ thống khoang máy của mẫu xe Ford Escape thực sự sẽ được hay không. Đây ạ, với cái hệ thống khoang máy của chiếc Ford Escape 2010 đây chị nhá, rất là đẹp luôn, rất là khô ráo và sạch sẽ, đổ máy rất là êm luôn đây chị này. Đó, máy đổ vô cùng là êm ái và sạch sẽ chắc chắn. Đây, nhìn lắp không ôm lên này. Đấy, tất cả các chi tiết sắt như là cột cũng như cục vàng của xe là còn nguyên bản đấy chị nhá. Rồi, rất hợp lý cho mẫu xe Ford Escape 2010, động cơ 2.3 luôn, máy nổ vô cùng là êm ái, không hề rung lắc. Đó, tổng thành một cái mẫu xe Ford Escape sản xuất năm 2010, trang bị động cơ 2.3 số tự động, đang giao bán tại salon với mức giá là 305 triệu đồng. Có bao gồm phí hồ sơ cho anh chị các bạn trên toàn quốc. Quý chị các bạn nhanh tay sở mẫu xe này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976 081699. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.